Alo, alo mọi người ơi, thì bây giờ đây là cái thùng mà một cái thùng ở phía trên này là hút mật đang hot trend hiện nay. Rồi cái thùng phía dưới là chìa đất. Rồi bây giờ trước tiên là em sẽ review cho anh chị em xem một bộ thanh tước chim này mùa 2 hot, phải nói là dã man con Nga luôn. Đây, thanh tước trống mùa 2. Lông cũng khá là mới, đang ra lông đầu rất là nhiều ha. Rồi cái con này thì em giao lưu với anh chị em coi như là nguyên một bộ luôn nha. Đó, lồng là 550k, chim là 600k, thì nguyên một bộ như vậy tính coi như là tròn chẵn luôn là 1,1 triệu nha anh chị em nha. 1,1 triệu đó, nguyên một bộ như thế này ha. Lồng size 36, lồng thái đấu của Chào Mào nha. Đó, con này nó hot dã man lắm anh chị em à. Đấy, thấy chưa, hot dã man luôn ha. Con này mùa 2 rồi. Đấy, hot nhiều lắm. Đấy, còn đó cả bộ luôn nha. Đó, em giao lưu cho anh chị em nguyên một bộ luôn. Đó, anh chị em nào mà có nhu cầu muốn lấy chim không cũng được, em cũng bán chim không luôn. Đó, nói chung là em quay có cái gì em bán cái đó anh chị em ha. Đó, thì do là tình hình là sắp sửa em cũng nhà em không có điều kiện, không có diện tích đó. Đó, cho nên là lồng lá rồi này nọ em quay em bán hết anh chị em à. Rồi, tiếp theo con than này là xòe rất là to ha, chim hai mùa xòe đó, mới nói xong. Con này mùa 2 xòe rất là to luôn ha, nó có một cái móng nó không được đẹp thôi. Móng thì đầy đủ nhưng mà có một cái móng không biết là cái móng nào, hình như em nhớ nhớ hình như là cái ngón út đó, ngón út đó, cái móng nó ra không có được đẹp thôi. Đó. Con này giá là 900k nha, con này mẫu xòe rất to, không có tạch lỗi gì hết nè. Đây. Không có tạch lỗi hết đó, do là em đang kê cái điện thoại vô kế bên cái lồng cho nên là đôi khi nó không có quen mọi người, nó ấy rồi, chứ còn bình thường khá dạng nè. Đó, để xe xe rồi khá dạng đó, rất là to ha, to và xòe. Rồi giá là 900 cành nha anh chị em nha. Đó, mẫu nè, wow, coi cái mẫu kìa, đó đã chưa. Đó, chim mùa 2 rồi nha anh chị em nha. Đó, rồi tiếp theo con này lửa, con lửa đuôi 21 nè, đuôi 21 nhưng mà biết sao không? Nó đang trong quá trình bắt đầu nó chuẩn bị nó thải lông anh chị em à. Con lửa này mùa cũng cũng mùa mùa hình như là cũng mùa 2 á. Con này cũng mùa 2 á anh chị em à. Đó. Nó bị rớt hết một một là đuôi lao rồi ha. Đó, anh chị em về chăm tiếp đó, đuôi bọ nó đang ra rất là nhiều. Đó, nó vẫn còn cái đuôi gốc của nó là đuôi 21 2, bạn đuôi cũng khá lớn nha. Đó, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, không có bị lỗi nha. Đó. Do là em đang kê điện thoại vô nó sợ nè. Đó, những cái con chim thường anh chị em nuôi cũng biết rồi ha, mình cứ kê sát điện thoại vô nó không có quẹt là nó sẽ nhảy ha. Đó, chứ để xa xa thử rồi đây đó, để xa, trời ơi, đứng nó vũ đuôi đã ha. Đó, rồi con này giá là 2,2 triệu nha anh chị em nha. Đó, con chìa lửa này giá là 2,2 triệu, đuôi lụa, đuôi 21.2, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ ha. Chim thuần hai mùa nha anh chị em nha. Đó, coi nết nó là anh chị em biết rồi, là chim thuần hay là chim bội à. Đó, cái tướng như thế này anh chị em khỏi phải hỏi em là hot chưa nha. Đó, nó đứng nó vũ đuôi như vậy hỏi em hot chưa, khỏi phải hỏi nha, dân chơi chim nhìn vô là biết ha. Đó đó, thấy chưa, giá 2,2 triệu nha, chim không có lồng nha. Đó, bây giờ em sẽ ngừng cái clip ở đây để em quay cho anh chị em xem một số chim chích chìa đất, hay còn gọi là than đất nha. Đó, với lại một số chim hút mật bụng vàng đang hot trend nhất hiện nay nha. Rồi bây giờ em sẽ review chè đất trước nha anh chị em nha. Bữa nay hút mật về phải nói là rất là đẹp. Đây là cái con chè đất số 9 nha anh chị em nha. Đó, 100k một bé nha. Chè đất và hút mật đều đồng giá là 100k. Đó, anh chị em nào ở tỉnh thì vui lòng mua tối thiểu giùm em là 3 bé nha. Thì em mới thuê xe ôm ship ra các cái nhà xe được. Đó, chim nó rẻ cho nên là anh chị em thông cảm nha. Đó, đây là con số 9 nha, con chòe đất số 9, toàn bộ là chòe đất mép, chim này là ở bên Gia Lai nha, đẹp lắm luôn nha. Đây, con này con số 10 nè, đây đó, con này con số 10 nha. Đó, toàn bộ là hàng chòe đất mép không à, đẹp lắm nha mọi người ơi, rất là tơ luôn. Có vài con hình như là lông nó còn đang còn lông chuyền nữa anh chị em nè. Con này con số 10 nha anh chị em nha. Đó, anh chị em thấy vì sao mà em không có muốn ra lồng mà em quay không? Đó, do là mình ra lồng mình quay thì thường nó sẽ nhát lắm, chè đất mà. Đó, cho nên là
Thôi hôm nay nó cũng khá là nhiều chim cho nên là em ra cho nó nhanh rồi em quay tổng thể lại cho anh chị em ha. Thì những cái con này nó chưa qua cám nha, đó anh chị em chịu khó về xong đồ mình cột cánh hay tỉa cánh gì đó. Đó con này như chim truyền luôn nè, đó 100k một em nha, con này con số 11 nha. Đó anh chị em về chịu khó từ từ tập cám mua cho nó. Rồi tiếp theo con này số 12 nè, đó con 11 là giống như chim truyền luôn anh chị em ạ. Đó con số 12 là to dài dạn dạn tướng đẹp ha, đó con này dạn. Rồi đó thì chim mới về anh chị em chịu khó để sâu nước giùm em nha, đó sâu à, đó để dưới đáy như thế này là cho nó nha. Rồi con này con số 13 nè, đó toàn bộ chim mép như chim truyền luôn anh chị em à, đó nó rất là tơ ha, con này con số 13 nha. Đó những cái dòng này em bảo hành cho anh chị em coi như là mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nha, không có lỗi gì hết đó. Về những cái con này anh chị em chịu khó chim mới về, cái thứ nhất chùm lồng, cái thứ hai nữa cột cánh hoặc là tỉa cánh đi cho nó nha. Con này số 14 nè, đó dòng trời đất thì chắc chắn là mình phải rất là kỹ thì mới có thể nuôi được, do là biết sao chim thuần thì giá nó rất là cao, chim bổ giá nó rất là rẻ, do là biết sao nó khó nuôi nha anh chị em nha. Đây con này số 14 nha. Rồi tiếp theo con này số 15 nè, họ tranh thủ quay nhanh nhanh rồi em sẽ quay cho anh chị em xem những cái con hút mật bữa nay đẹp lắm mọi người ơi, hút mật rất là đẹp luôn đó, chít chỏ hết luôn luôn mọi người ơi. Đó rồi con này số 16 nè, đó trời đất này số 16 nha, trời đất này số 16 nè. Rồi con này số 17 nè, đây con này số 17 nha anh chị em nha. Rồi tiếp theo con này số 18 nè, 18 thì em có hai con nha, do là biết xem em ngăn ra cho nó dễ đếm, đó có nghĩa là mỗi một cây như vậy là 10 lồng đó, cho nên là dễ đếm dễ nhớ cái số lượng chim của mình ha. Rồi con này xin lỗi mọi người ha, đây là chuồng số 18 thì có hai con nha, đó. Rồi tiếp theo đây hút mạch nãy giờ em nói nè, đó con nào nó cũng líu, con nào nó cũng chít dữ lắm à. Đấy con này số 19 nè, đó, hút mạch nha, 100 cành một em luôn nha, hút mạch 5 màu bụng vàng đó, bữa nay chim đẹp lắm mọi người. Thì chè đất và hút mạch đều đồng giá như nhau nha, 100 cành một em. Đây là con số 19 nè. Rồi con này số 20 nè, 20 nè, đó 20 lỗ nách cam ra rất là to nè, đó đó con số 19 thì chít dữ lắm nha. Con này số 20 nè. Rồi tiếp theo con này số 21 nè. Đó, hàng bữa nay đẹp lắm luôn mọi người. Thằng em ở bên Gia Lai nó đi 7 2 tới 3 ngày nó vô cám cho em rồi. Con nào cũng mập mạp, phải nói là rất là lanh ha. Con này con số 21 nha. Rồi tiếp theo con này số 22. Đó, hàng hôm nay là anh chị em về gột lên chơi bao ngon luôn nha. Do là biết sao nó cứng chim rồi, nó già chim rồi. Nách con nào cũng lòi lục. Lòi cái bông cam ra đã lắm. Đó, con này số 22 nha. Rồi tiếp theo số 23, đây 23 đây, 23 đây, đây. Đây 23 nè, đó. Để em zoom lớn lên, do là hút mạch nó hơi nhỏ thì em zoom lớn lên cho anh chị em mình xem dễ thấy nha. Đấy, con này số 23 nha anh chị em nha. Đây, số 23 đây. Đó, anh chị em thấy không? Con nào nó cũng lòi cái bông cam ở bên cái nách ra rất là đẹp luôn nha. Đấy, số 23 nè. Rồi tiếp theo con này số 24. Đó, tất cả những cái dòng này chích chỏ rất là dữ luôn nè. Đó, con số 24 đẹp chưa? Rất là đẹp. Rồi, tiếp theo. Số 25 nè. Đó. 25 nha anh chị em nha. Má mấy anh cha bánh mì giống như bị điếc, nó mở cho lớn vô. Đây, số 25 nha. Đó. Em thiệt, em quải mấy cái thằng bán hàng rong như thế này lắm. Nó mở cái loa phóng thanh đó. Trời ơi nghe chịu không nổi luôn mọi người. Nhiều khi buổi trưa hay là buổi sáng sớm đang ngủ giật mộng lên luôn đó. Rồi con này con số 25 nha anh chị em nha. Đấy số 25 nè. Đó bánh mì đi rồi. Đó mình mới thuyết trình được. Số 25 nha. Rồi tiếp theo 26 nè. Đây số 26 nè. Tất cả những cái dòng chim này đều có số nha anh chị em nha. Đó, con này rất là đẹp luôn nè, con này đầu bi cổ thắt nè, như chè lửa luôn nè, nó tướng cổ rất là cao luôn nè, cổ dài rất là lanh ha. Đó đây con này số 26 nha. Tất cả những cái dòng hút mật này hôm nay là có 10 con thôi, có 10 con nha anh chị em nha. Thì 10 con này nó đều ăn cám sệt ngon lành cành đào hết luôn rồi. Đây con này số 27 nè, đó thấy chưa, nó ăn cám mà ăn như heo luôn, đầu mặt nó dính cám, nó rút vô cái hũ cám này là nó ăn nè, dã man chưa. Con này con số 27 nha. Đây, rồi tiếp theo con số 28. Đây coi. Má ơi nó xù cái lông rồi, đã chưa? Con này số 28 nha. Biết sao không? Con này nó lạnh là nó xù lông rồi. Anh chị em nào mà chơi hút mạch là biết rồi. Đó. Nó đang lạnh nha. Đó, con này số 28.
Rồi, chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Anh chị em có nhu cầu giao lưu với em, nhớ alo cho em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình giúp em nha mọi người nha.